Ca sĩ Nguyên Vũ làm bản so sánh thiện ác giữa Hồng Phượng và Hồng Loan được dân mạng ủng hộ hết mình. Mới đây trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Nguyên Vũ đã làm một bản so sánh cái thiện ác giữa Hồng Loan và Hồng Phượng. Những phân tích của anh được nhiều người ủng hộ. Làm thử một bản so sánh Hồng Loan và Hồng Phượng mọi người nhận định nha. Hồng Loan con nuôi hay ruột cũng chỉ có chú Vũ Linh có quyền phán xét, đặc biệt trong đám tang của cha người ta mà đứa cháu khác họ lên bêu rếu trước truyền thông và những người đi viếng con nuôi Hồng Loan hiền phải tôi tán nó phù mỏ. Tức nước vỡ bờ, ăn chặn tiền phúng điếu, quyên góp mà không xây được ngôi mộ ra hồn để mưa xuống ngập nước vào mộ, đương nhiên làm con Hồng Loan xót xa cho cha mình nên bật lại là đương nhiên. Nhà của cha người ta đòi đồng sở hữu, trong khi chú còn rất nhiều con cháu khác họ Võ chính danh. Cô Sáu đã từng lừa ba nó bán cả nhà từ đường họ Võ thì chỉ có nó ngu mới đi nghe lời. Chính Hồng Loan còn nói rõ ràng nhà nó cho cô ở nhưng không được gây mâu thuẫn. Còn đất đai bán sẽ mua nhà cho mẹ con cô Sáu và các anh em khác họ Võ. Phải nói Hồng Loan quá chi thoáng, biết điều mới xử sự với người ăn bám cha nó cả đời như vậy. Lúc chú ốm đau không thèm chăm sóc, có giỏi đưa hình chứng minh lúc thập tử nhất sinh còn mãi đi thầu đám tang. Chú chưa kịp chết mà mãi đi lập vi bằng, mồm thì kêu không có tiền lo đám tang nên bình tinh phải ứng ra 100 triệu. Còn Hồng Phượng bỏ được gì? Lúc chú nằm viện một thời gian dài, ai là người bỏ tiền lo thuốc men? Vậy mà sau khi chú chết, tiền và vàng từ trên trời rơi xuống không đếm xuể ở đâu ra nhỉ? Hồng Loan khờ, nhưng những người yêu thương chú bao gồm con nuôi bạn bè chiến hữu của chú, họ nhận ra bộ mặt của đứa cháu bất nhân, nên đốc thúc con bé giữ những gì của cha để lại. Chục ngày sau nó mới sang tên, thì họ nói nhưng đứa cháu miệng nói thương cậu. Nhưng cậu chưa nằm xuống thì đi lập vi bằng. Cùng Đông Dương thì nói là tử tế. Sáng 5 tháng 3 đi lập, trưa cậu mới mất. Cuộc sống Hồng Loan ngày một phát triển ấm no là nhờ phước báu của cha nên hưởng trái ngọt. Hàng triệu người cộng đồng mạng ủng hộ cho công việc buôn bán bị người ta thương một cô con gái của một ông hoàng hồ quản bị vùi dập bươn chải vất vả trong bao nhiêu năm. Nhưng không hề ăn bám cha tự kiếm sống nuôi con. Vậy mà cha chết chưa lạnh xác đã bị lũ kềnh kềnh hất ra khỏi nhà. Còn đi dự các sự kiện đó là một tri ân khi người ta mời phải đáp lại. Những người gọi là ruột thịt, mồm nói thương cậu nhưng chưa đầy 49 đã tụ tập bia rượu đầy nhà thì sao? Người chăm sóc Hồng Loan là người chú Vũ Linh thuê, còn cô Sáu chăm được bao nhiêu tôi chưa biết, chỉ biết đánh Hồng Loan đến mức nhập viện, chú chửi mày giết con tao, trên mạng và YouTube nói tràn lan đấy. Mà kể cả có chăm một chút cũng không xứng đáng, bởi vì những gì đã bòn trúc của ba em ấy, bao nhiêu căn nhà hàng ngàn cây vàng, đủ để thuê cho em ấy cả chục người giúp việc hầu hạ chân tơ kẻ tóc. Hồng Phượng á khẩu khi bị thẩm phán yêu cầu sao kê tiền phúng điếu ngay tại tòa. Sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời ngày 5 tháng 3 đến nay, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin liên quan tranh chấp tài sản giữa con gái chị Võ Thị Hồng Loan và em gái nghệ sĩ Hồng Nhung, cháu gái ca sĩ Hồng Phượng, trợ lý Lê Trần Kim Nga. Vừa qua bà Hồng Nhung kiện chị Loan đòi chia di sản thừa kế. Tòa nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý vụ án dân sự. Bên cạnh kiện tụng tranh chấp tài sản, công chúng đặc biệt quan tâm câu chuyện tiền phúng điếu đám tang cố nghệ sĩ. Vừa qua cộng đồng mạng xôn xao khi có người vốn là bạn thân của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh lên tiếng cho biết không có nghệ sĩ nào gửi tiền phúng điếu đám tang Vũ Linh. Người này nói thêm, từ ngày Vũ Linh bệnh đến khi mất, không ai bỏ ra một đồng. Ngay sau khi đăng tải, phát ngôn này nhận về nhiều ý kiến tranh cãi dữ dội, khiến nhiều người hoang mang. Mới đây, một tài khoản mạng xã hội gây chú ý khi đăng tải bài viết dài, tác kèm tên nghệ sĩ Bình Tinh, con nuôi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh để đính chính làm rõ về vấn đề này. Trong bài viết, người này khẳng định thời điểm diễn ra đám tang, có nhiều nghệ sĩ đến cúng viếng, hỗ trợ công sức lẫn tiền bạc. Người này nhấn mạnh nghệ sĩ Bình Tinh bỏ ra hơn 100 triệu đồng tiền mặt để xoay sở đám tang. Bên dưới phần bình luận, nhiều sao Việt bày tỏ sự đồng tình và chia sẻ lại bài viết này. Nối tiếp sau đó, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, con nuôi Vũ Linh bức xúc lên tiếng về vấn đề này. Nam nghệ sĩ cho biết anh là người tiếp khách nên khẳng định có hơn 200 nghệ sĩ đã bỏ thư vào thùng tiền phúng điếu. Ở một diễn biến khác, trước đó vài ngày, liên quan đến việc sao kê tiền phúng điếu, con gái Vũ Linh là Hồng Loan đã quyết định gửi bản đăng ký thu thập, làm rõ thông tin và số tiền của những ai đã phúng điếu quyên góp đám tang nghệ sĩ Vũ Linh. Sau khi đối chiếu, phía Hồng Loan cho biết thông tin không trùng khớp với thông báo sao kê trước đó từ phía Hồng Phượng, người đứng ra nhận tiền phúng điếu, thậm chí chênh nhiều so với số tiền mà người hâm mộ khắp nơi gửi về.
thì mới đây vào chiều 10 tháng 11, Hồng Phượng bức xúc lên tiếng cho biết nói hơn 1 tỷ tiền phúng điếu, yêu cầu báo công an đưa ra bằng chứng, không đưa ra pháp luật, không đưa ra được bằng chứng là tội vu khống, sẽ bị pháp luật xử lý. Cơ quan chức năng đã mời cả mẹ con nghệ sĩ Hồng Nhung, Hồng Phượng, em gái và cháu gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đến đối chất. Kết thúc buổi thẩm định, mẹ con nghệ sĩ Hồng Nhung và Hồng Phượng đã tiến hành rời một số đồ đạc cá nhân ra khỏi căn nhà do Hồng Loan đứng tên sở hữu. Bên ngoài địa điểm rất đông người dân, YouTuber có mặt khiến lực lượng chức năng ra sức đảm bảo trật tự an ninh. Theo như những đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người đã hô sao kê khi thấy Hồng Nhung và Hồng Phượng xuất hiện. Cả hai sau đó có phản ứng lạ khi giơ cao cả hai tay, vẫy chào mọi người xung quanh. Hiện vụ tranh chấp tài sản thừa kế của gia đình cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn đang được chuẩn bị xét xử. Tòa án và các bên liên quan đang giải quyết theo quy định của pháp luật. Theo diễn biến mới nhất, bà Võ Thị Hồng Nhung bổ sung yêu cầu khởi kiện, gồm hủy nội dung cập nhật trên sổ cấp giấy khai sinh, hủy nội dung cập nhật trên sổ cấp giấy giao nhận việc nuôi con nuôi của Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận liên quan đến bà Hồng Loan. Bà đồng thời yêu cầu chia thêm di sản thừa kế của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh cho mình và ông Võ Thành Nhiêu, nghệ sĩ Tiểu Linh, em trai nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tại tòa, Hồng Phượng á khẩu, bề mặt trước tòa khi thẩm phán yêu cầu cô sao kê ngay tiền phúng điếu của nghệ sĩ Vũ Linh. Vũ Luân lên tiếng cảnh cáo Phượng Ve đừng dở trò bẩn thuê người hãm hại Hồng Loan, đã bắt tại trận. Hồng Loan gần đây bị người theo dõi, cô vô cùng sợ hãi, không biết chuyện xấu gì sẽ xảy ra. Vũ Luân nhận được thông tin đã mời công an vào cuộc điều tra. Bằng nghiệp vụ, công an đã cử người theo sát nhà Hồng Loan để bắt được nghi phạm. Sau ít ngày, tổ công tác bắt được một nam thanh niên chừng 30 tuổi về trụ sở lấy lời khai. Tại đây, nam thanh niên khai nhận tội và khai rằng Hồng Phượng chính là kẻ chủ mưu cho tiền anh làm những việc xấu xa. Anh nói chỉ muốn dằn mặt Hồng Loan chứ không muốn đụng chạm gì, nhưng chưa kịp làm thì đã bị bắt. Hồng Phượng 5 lần 7 lượt muốn hãm hại Hồng Loan nhưng bất thành, công an sẽ có một cuộc làm việc với Hồng Phượng và sẽ không để những tình trạng như này xảy ra. Vũ Luân đã nhận Hồng Loan làm em gái nên anh luôn nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm bảo vệ em đến cùng để ba nuôi Vũ Linh có thể yên nghỉ. Hồng Loan rất cảm kích, biết ơn và thương Vũ Luân đã luôn đồng hành cùng cô từ những ngày đầu khó khăn nhất. Sau sự ra đi của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng, khiến nhiều người tiếc nuối, trong 100 ngày nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, con nuôi của ông đã có những chia sẻ đầy xúc động trên trang cá nhân. Nam nghệ sĩ hạnh phúc thông báo tổ chức lễ 100 ngày theo đúng tâm nguyện của ba. Ba ơi, bình yên về đất Phật nhé, con Vũ Luân, Bình Tinh, Hồng Loan sẽ mãi là những đứa con ba yêu thương, con sẽ làm tất cả để bảo vệ tên tuổi của ba. Còn những kẻ xấu và dùng nhiều thủ đoạn chia rẽ tình phụ tử thiêng liêng ấy, hãy để họ trả giá với lương tâm của họ và với pháp luật, anh viết. Trước đó, Bình Tinh cũng chia sẻ hình ảnh Vũ Luân tổ chức lễ cúng 100 ngày mất cho ba nuôi, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tại Pháp. Buổi lễ được tổ chức tại một ngôi chùa trong không khí trang nghiêm, ấm cúng. Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền cùng một số đồng nghiệp cũng đến tham dự. Dù có lịch đi diễn xa, nhưng cả hai vẫn đội khăn tang và nâng niu di ảnh của ba nuôi khiến nhiều người xúc động. Sau khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời, gia đình của nghệ sĩ trở nên lục đục. Hồng Loan cho biết nhiều vấn đề liên quan đến hợp đồng truyền thông đám tang, xen mộ, cô không biết, không được tham gia. Vũ Luân cũng từng bức xúc khi tin đồn Vũ Luân kinh doanh trên đám ma của ba nuôi bằng cách thuê đội ngũ livestream gây ảnh hưởng đến hình ảnh của anh.